Thì là xin đang đà, không vượt qua được Hoàng Đức. Quay! Bóng vào đất. Đức Chính đã di chuyển. Một quả đá phạt. Quả đá phạt trực tiếp dành cho đội tuyển Việt Nam, và cùng với đó là chiếc thẻ vàng. Là chiếc thẻ vàng dành cho cầu thủ của đội bạn. Thì Thị Phan không còn cách nào khác, phải phạm lỗi với Phan Văn Đức. Một tình huống mà Phan Văn Đức đã hướng anh nhìn tới Đức Trinh, nhưng cũng hoàn toàn có thể có một pha bóng mà Phan Văn Đức dùng tốc độ để tiếp tục xâm nhập vào khu vực cấm địa của đối phương. Và bây giờ chúng ta sẽ trông chờ vào Quang Hải. Thử thách đầu tiên dành cho thủ môn mới vào sân của đội tuyển Thái Lan. Chachai Buprom đã rất may mắn để thoát khỏi những bàn thua từ cái chân trái của Quang Hải. Còn bây giờ sẽ là Siwarak. Cao thủ Thái Lan rõ ràng là có những sự lo lắng khi đang tìm cách tốt nhất để làm hàng rào ở trong tình huống ngăn chặn cú đá phạt này của Quang Hải. Chúng ta rất hồi hộp với tình huống này. Cho dù khoảng cách với khung thành của Thái Lan không phải là quá lý tưởng, nhưng hãy cùng trông chờ vào điều kỳ diệu từ cái chân trái của Quang Hải. Không biết Quang Hải đang lầm nhầm điều gì, nhưng bây giờ là cú đá phạt của Quang Hải. Không vào. Nhưng nó cũng đủ gây ra những thách thức cho thủ thành Siwarak rồi. Ước gì khoảng cách gần hơn một chút nữa. Lực đi chắc chắn là sẽ căng hơn. Đó là một sự đổi khác so với những cú đá của Quang Hải ở lượt đi. Không còn là những cú đá đưa bóng ở tầm cao nữa, mà vừa rồi là một cú sút đưa bóng đi ở tầm thấp. Rất nhiều phương án khác nhau, rất nhiều sự lựa chọn khác nhau của đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu ngày hôm nay, đến từ từng cầu thủ một cho đến cả đội tuyển. Thêm một cú chạm bóng vào trong. Đó là sự áp sát của Đức Trinh. Hoàng Đức. Đây là một trong số hai sự thay đổi mà huấn luyện viên Mano Polking thực hiện ở trong trận đấu ngày hôm nay. Pha Tampon cùng với Thi Ti Phan đang là những người chịu trách nhiệm thu hồi bóng. Và chúng ta cùng xem lại. Một cú đá mang đến nhiều sự bất ngờ cho đối phương của Quang Hải. Bóng đi rất xoáy và phải mất tới hai lần chạm bóng thì Siwarak mới có thể làm chủ được tình hình. Chính xác. Chúng ta chờ đợi một quyết định của trọng tài, nhưng trận đấu vẫn cứ diễn ra và Tấn Tài đã chủ động để phá bóng. Một sự tập trung tối đa để mang đến an toàn. Khi mà các cầu thủ của chúng ta cho rằng Pierasin Dangda đã rơi vào thế việt vị, nhưng trận đấu vẫn được tiếp tục, ý dứt điểm thuận lợi. Cầu thủ 40 rất hay, nỗ lực làm tường của Tiến Linh. Đó vẫn là sự có mặt kịp thời của Quế Ngọc Hải. Ném biên dành cho đội tuyển Việt Nam. Đức Trinh. Đường chuyền của Hồ Tấn Tài. Hoàng Đức. Hồng Duy. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức đối mặt với Manuel Bia. Quang Hải. Một tình huống mà đồng đội đã không hiểu ý của Quang Hải. Cái gì đã diễn ra cho thấy đây xứng đáng là trận chiến trên đỉnh Đông Nam Á. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Thái Lan cao hơn cũng là dễ hiểu thôi, vì họ chủ yếu là cố gắng giữ bóng và làm giảm tốc độ của trận đấu. Hoàng Đức. Đó vẫn là một pha chuyền chấp tốt của Quang Hải.
Hoàng Đức rất thoáng sang bên phía cánh trái dành cho Hồng Duy. Phạm Văn Đức đang di chuyển rất hợp lý. Phạm Văn Đức quả đá phạt góc của chúng ta. Đó là một tình huống dâng cao của Bùi Tiến Dũng. Người đá phạt góc trong tình huống này bên phía đội tuyển Việt Nam. Quả đá phạt góc trước được thực hiện bởi Quang Hải. Không có bàn thắng cho chúng ta. Nhưng đó là một tín hiệu rất tích cực dù Tấn Tài rất nuối tiếc sau tình huống đánh đầu này rồi. Và bật lên và đánh đầu cực kỳ gọn gẽ của Hồ Tấn Tài. Pha bóng này dù chưa thành công nhưng nó cho thấy là chúng ta đã sẵn sàng cho những phương án khác nhau, thậm chí là thay người đá phạt góc và điểm đến của quả bóng. Tình huống đưa trái bóng đến cột xa vừa rồi. Hồ Tấn Tài lại đang nổi lên như là một người dứt điểm bên phía đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu ngày hôm nay. Cú sút hay tình huống đánh đầu vừa rồi đều là những pha bóng đe dọa khung thành của đội tuyển Thái Lan. Tiarasin đang đà phạm lỗi với Thành Trung. Ở vị trí của Thành Trung ngày hôm nay là một cách sắp xếp cũng rất hay, khi Thành Trung sẵn sàng có mặt như là một tiền vệ đá thấp nhất của chúng ta và ngăn cản những phương án tấn công của đối phương. Đây là điều hợp lý trong hoàn cảnh mà Thái Lan chơi với đội hình thấp. Phút 44 của trận đấu, Quang Hải. Quả đá phạt. Thêm một quả đá phạt nữa dành cho đội tuyển Việt Nam khi mà Quang Hải bị phạm lỗi. Trọng tài Jacob Ibrahim đang điều hành trận đấu một cách rất quyết liệt và có thể nói là làm rất tốt nhiệm vụ của mình đến lúc này. Phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên và bây giờ Quang Hải đang là người thực hiện quả đá phạt trực tiếp dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta trông chờ rất nhiều vào tình huống cố định này của đội tuyển Việt Nam. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 rồi. Quang Hải thêm một quả đá phạt góc nữa. Những áp lực khủng khiếp đang được đội tuyển Việt Nam của chúng ta tạo ra về phía khung thành của đối phương. Hiroshi đang đà phải lui về để giành. Đá đưa bóng tới cột xa và đích đến là Tấn Tài đang là một sự thay đổi thú vị trong cách đá phạt góc của đội tuyển Việt Nam. 6 phút là thời gian đá bù giờ của hiệp 1 vì khoảng thời gian mà các bác sĩ vào chăm sóc cho thủ thành Buprom. Trong tình huống đánh đầu của Hồ Tấn Tài thì Fiti Watt cũng đã tranh chấp rất dũng mãnh. Bóng vẫn đang ở trong cuộc chơi. Cầu thủ của Thái Lan vẫn tiếp tục thi đấu dù Tiarasin Đăng Đa đã bị chấn thương. Văn Đức
lướt của Đức Trinh. Một tình huống chơi tiêu xảo của Titi Phan. Các cầu thủ của chúng ta đang thực sự là chiến đấu với hơn 100% khả năng của mình. Hy vọng là Hà Đức Trinh không sao cả và vẫn tiếp tục thi đấu được. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam, Hoàng Đức. Tiếp tục là Hoàng Đức. Quang Hải. Hồng Duy. Ra đây. Người tiếc, người tiếc. Bóng đã ăn quá nhiều. Đó là một đường bóng mà đội tuyển Việt Nam đã thể hiện cực kỳ bài bản. Cầu thủ xung nãy biên trả ngược lại cho Quang Hải dứt điểm. Đó là bài tấn công mà đội tuyển Việt Nam chúng ta rất rất ưa thích. Nhưng tình huống này có cảm giác là bóng ăn quá nhiều lên má ngoài của Quang Hải. Trong một nỗ lực tuyệt vời thì Hồng Duy đã đưa quả bóng đến cái chân có thể làm nên chuyện tốt nhất bên phía đội tuyển Việt Nam là Quang Hải. Có vẻ như là cầu thủ của chúng ta đã tiếp xúc bóng và bóng hơi chậm nhịp ở trong tình huống vừa rồi. Trong một pha bóng mà tất cả đều đã diễn ra một cách vô cùng hoàn hảo. Tiến Linh. Manuel Bia đã phải phá bóng hết đường biên dọc. Phút bù giờ thứ tư của hiệp 1 trận đấu. Tình huống dứt điểm mới đây của Quang Hải có lẽ là lúc mà chúng ta ở gần bàn thắng nhất rồi. Nhưng không sao, dù chưa thành công thì đó vẫn là một dấu hiệu cho thấy là chúng ta đang có những phương án tiếp cận hợp lý nhất. Những quả ném biên rất tự tin. Hồ Tấn Tài, Bùi Tiến Dũng, Hồng Duy, Hoàng Đức. Hoàng Đức đang quán xuyên tốt khu vực giữa sân. Hồng Duy. Đó là một đường chuyền vượt tuyến quen thuộc của Quế Ngọc Hải.